Thưa quý vị, Khu quản lý đường bộ 4 thuộc Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải vừa có thông báo về việc tạm dừng giao thông qua bến phà Đình Khao nằm trên Quốc lộ 57 nối hai tỉnh Bình Long, Bến Tre để triển khai thay bông tông và phao phụ. Theo Khu quản lý đường bộ 4, để đảm bảo giao thông cho người và phương tiện đi qua bến phà Đình Khao được tuyệt đối an toàn và thông suốt trong thời gian Khu quản lý đường bộ 4 tiến hành thay phao bông tông 500k, phao phụ 500kP bến Đình Khao thời gian triển khai thi công tại bờ xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long từ lúc 18 giờ ngày 24 tháng 9 đến 6 giờ ngày 25 tháng 9; phía xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long bắt đầu từ 18 giờ ngày 26 tháng 9 đến 6 giờ ngày 27 tháng 9. Trong thời gian này, phà Đình Khao sẽ tạm dừng hoàn toàn mọi hoạt động do tính chất cần thiết và cấp bách của công trình, khu quản lý đường bộ 4 cũng đã đề nghị Sở Giao thông Vận tải tỉnh Vĩnh Long, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bến Tre thông báo đến nhân dân và các đơn vị vận tải biết kế hoạch tạm dừng giao thông qua bến phà Đình Khao, quốc lộ 57 tỉnh Vĩnh Long theo thời gian như trên để nhân dân và các đơn vị vận tải chủ động bố trí thời gian và lộ trình đi cho phù hợp.